Rồi, chúng ta sẽ cùng sang phần thứ tư là quy trình chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Đó, và chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để chúng ta làm cái việc này. Thì đây tôi có 7 bước như sau. 1 là nhấc máy và gửi lời chào. 2 là xác nhận thông tin khách hàng. 3 là tìm hiểu các vấn đề của khách hàng. 4 là gợi ý giải pháp cho khách hàng. 5 là hỗ trợ xử lý. 6 tạm biệt. 7 là lưu trữ thông tin. Tôi lấy ví dụ, mình sẽ làm một cái buổi là có nghĩa là khi mà khách hàng tập buổi fit đầu tiên xong ấy, họ đi về nhà. Giả sử sáng nay 9 giờ họ tập buổi fit thì họ đi về nhà, hoặc là chiều nay hoặc tối nay mình sẽ gọi điện cho họ, hoặc là sáng mai mình sẽ gọi điện cho họ, đúng không ạ? Thì mục đích của cái cuộc gọi này là gì? Để thứ nhất là hỏi họ cái cảm nhận của họ, cảm xúc của họ sau khi tập thử buổi tập đầu tiên với PT ấy, thì họ thấy thế nào? Thấy thế nào đây là gì? Là họ có hài lòng, họ có thấy thích thú hay không, hay họ cảm thấy bình thường, hay họ cảm thấy nhàm chán. Mình đưa ra những cái mốc để mình đánh giá cái đó, đúng không? Rồi thứ hai nữa là mình hỏi xem là cái cảm nhận họ về bạn huấn luyện viên cá nhân thế nào, là bạn đấy bạn tư vấn, bạn giảng dạy, bạn có nhiệt tình không, có hướng dẫn chi tiết không, có mất tập trung vân 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 không, đánh giá. Cái thứ ba là mong muốn của khách hàng là gì, là cái buổi tập tiếp theo họ muốn cải thiện cái điều gì, từ cái chương trình tập luyện cho đến thái độ của huấn luyện viên cá nhân. Thì mình bắt đầu bốc máy lên gọi, đúng không? Alo, em chào anh Đình Trường ạ. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty ABC Fitness. Thì em được biết là ngày hôm nay thì anh Trường đã hoàn thành một cái buổi tập thử đầu tiên với PTA ở bên em. Thì em xin phép có 10 phút để trao đổi với anh một chút thông tin, có được không ạ? Khách hàng bảo, ừ, đúng rồi, anh đây. Thì em có vấn đề gì em cứ nói đi. Đấy, thì mình đã làm xong bước số 1 và bước số 2. Gửi lời chào đến khách hàng, xác nhận thông tin của khách hàng như vậy. Và sau đó mình bắt đầu đi tìm hiểu. Anh Trường ơi, thế thì em có nhận được thông tin là trước đây thì anh chưa bao giờ tập với PT. Thì sau cái buổi tập đầu tiên với huấn luyện cá nhân thì cái trải nghiệm của anh như thế nào? Anh có cảm thấy cái buổi tập này nó thú vị không? Nó có hiệu quả hơn hay là nó dễ dàng hơn, hay nó có động lực hơn hay như thế nào đó? Anh có thể chia sẻ giúp em được không? Rồi, thì khi mà anh làm việc với bạn Trường, bạn A là huấn luyện viên cá nhân ấy, thì anh Trường thấy bạn A này có thái độ như thế nào ạ? Bạn ấy có tập trung vào anh không ạ? Bạn ấy có dùng điện thoại trong quá trình hướng dẫn cho anh không ạ? Bạn ấy có tư vấn hướng dẫn cho anh tận tình không ạ? Hay là bất kể những cái gì mà cảm xúc anh nghĩ về bạn ấy, anh có thể chia sẻ giúp bên em. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vậy thì sau này nếu như mà buổi tập tiếp theo anh có muốn cải thiện điều gì đó không? Đấy, thì mình bốc một cuộc gọi lên, mình xây thành một kịch bản theo từng cái bước như vậy. Và mình đưa ra những câu hỏi như vậy và bốc máy, mình nhìn vào kịch bản, mình gọi cho khách hàng như vậy. Sau đó mình đưa ra những cái giải pháp cho khách hàng lựa chọn. Ví dụ khách hàng nói rằng là bạn này dạy thì cũng được, nhưng mà anh vẫn cảm thấy nó bình thường, nó cũng cường độ nó cũng chưa được cao lắm, và bạn này cũng chưa có cái nhiệt lắm, ví dụ như vậy. Còn lại thì anh thấy vẫn là ok, thôi được, anh cứ trải nghiệm thêm buổi nữa xem sao. Thì mình sẽ ngay lập tức nói là em rất là xin lỗi vì đã mang lại cho anh những cái trải nghiệm chưa được tốt. Thế thì không biết là anh có muốn em đổi một huấn luyện viên khác để cho anh trải nghiệm không? Tại vì nếu mà huấn luyện viên này mà anh cảm thấy không hài lòng thì anh cứ yên tâm, anh cứ yêu cầu thì bên em sẽ sắp xếp huấn luyện viên khác, đến khi mà anh cảm thấy hài lòng thì thôi. À không, anh không cần phải đổi đâu, biết đâu là buổi đầu tiên bạn nhẹ nhàng thôi, tôi để buổi sau xem sao, nếu mà có buổi sau thì anh sẽ góp ý sau. Đấy, thì ví dụ như vậy, mình gợi ý giải pháp cho khách hàng chọn giải pháp thì bắt đầu mình xử lý giải pháp. Và cuối cùng mình đừng nói là em rất là cảm ơn anh đã chia sẻ những cái ý kiến đóng góp, hy vọng là sau cái buổi trải nghiệm tiếp theo anh có thể cho em đóng góp nhiều hơn các ý kiến như vậy, thì chúng em sẽ tổng hợp các cái thông tin lại để có cách để phục vụ anh tốt hơn. Cuối cùng là cảm ơn khách hàng và tạm biệt, và mình lưu trữ toàn bộ cái thông tin khách hàng vào một cái file. Đó, ví dụ như bạn sẽ làm ra một hành trình khách hàng đi. Lần đầu tiên đến tham quan khách hàng, nhân viên tư vấn xong mình gọi chăm sóc hoặc nhắn tin chăm sóc. Lần thứ hai mình có thể gửi email, lần thứ ba mình lại gọi điện vân vân, thì mình sẽ liệt kê vào đó xem mình đã làm những cái bước như thế nào. Vậy thì bài tập trong cái phần này là bạn sẽ tự xây dựng một cái khung, một cái lộ trình trong cái việc là chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Lần 1, lần 2, lần 3, lần 4. Lần 1 là khi nào, lần 2 khi nào và sau bao lâu, và output là gì, và kịch bản là như thế nào. Các bạn hãy xây dựng nó trước, thì các bạn sẽ thử áp dụng, các bạn sẽ nhận được những cái hiệu quả rất là tốt. Cuối cùng thì trên đây là toàn bộ những cái kiến thức mà tôi chia sẻ cho các bạn trong cái khóa học là 7 kỹ năng bán hàng xuất sắc. Phải nói thật sự với các bạn là tôi có rất nhiều kiến thức muốn chia sẻ với các bạn. Nó có thể kéo dài đến 20 buổi, 30 buổi. Nhưng mà nếu mà nhiều buổi như vậy thì tôi sợ các bạn bị quá tải. Thành ra tôi đang cô đọng các kiến thức lại để tập trung vào những cái kỹ năng tốt nhất mà các bạn có thể áp dụng vào trong công việc. Nếu như trong quá trình mà các bạn học tập có những câu hỏi hay có những thắc mắc nào đó, các bạn đừng ngần ngại để lại những cái thông tin những cái câu hỏi cho tôi qua kênh, ví dụ như số điện thoại của tôi 0942 523 123 hay là 056 266 445, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho tôi trên Facebook Đình Trường, hoặc là các bạn có thể gửi email cho tôi qua trường ktvt@gmail.com. KTVT là kinh tế vận tải, viết tắt là như vậy. Hoặc các bạn có thể gửi thông tin cho bộ phận vận hành, thì các bạn vận hành sẽ tổng hợp tất cả những thông tin. Khi các bạn là học sinh của VPTA ấy, thì các bạn sẽ được tham gia vào cái nhóm nó gọi là VPTA Trainer, và ở đó thì cũng có một cái kênh để giúp các bạn đưa ra những câu hỏi, và có những cái câu hỏi nào thì chúng tôi sẽ làm những cái bài viết và video giải đáp. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã hoàn thành khóa học này, cảm ơn các bạn đã dành sự tín nhiệm cũng như là ủng hộ tôi tham gia cái khóa học này. Và tôi hy vọng rằng những cái giá trị mà tôi chia sẻ các bạn trong cái khóa học này sẽ giúp ích cho các bạn phát triển sự nghiệp của mình tốt hơn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái khóa học tiếp theo. Cảm ơn và xin gặp lại.